Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki trong tháng 7 đã thừa nhận rằng chính phủ đã phạm những sai lầm lớn trong việc giải quyết khủng hoảng năng lượng và cam kết cung cấp điện 18 tiếng một ngày vào cuối năm đã không còn khả thi. Người dân tại Baghdad vốn phải chịu đựng cái nóng 45 độ C suốt cả tháng, chỉ được phát điện trong vài giờ một ngày. Điện chỉ có trong 4 hay 5 tiếng một ngày, nhưng không được liên tục. Chúng tôi chỉ có điện trong 1 tiếng buổi sáng, 2 tiếng trong ngày và 2 tiếng vào buổi tối. Chính phủ Iraq đang nỗ lực xoa dịu người dân bằng cách tăng thêm ngày nghỉ trong tuần, nhưng nhiều người càng tỏ ra bất bình với chính phủ khi chính phủ từng cam kết giải quyết cuộc khủng hoảng điện năng 8 năm trước đây. Tuy nhiên, đối với một số người dân, việc thiếu điện lại là một cơ hội kinh doanh và bắt đầu sản xuất và bán điện tư nhân. Bất chấp giá cả cao gấp 5 hay 6 lần điện nhà nước, nhiều người dân đã mua điện từ tư nhân để chống nóng mùa hè. Chủ một cửa hàng tạp hóa nhỏ tại Baghdad cho biết ông đang trả 220 đô la Mỹ mỗi tháng để mua điện tư nhân. Qua nóng và thiếu nước, chúng tôi cần phải dùng điện tư nhân khi chính phủ cắt điện. Thiết bị điện của chúng tôi đều chạy bằng điện của tư nhân. Theo nhận định của các chuyên gia, điện cung cấp bởi 4 nhà máy tại Baghdad lúc này không còn đáp ứng được nhu cầu của người dân thành phố nữa. Theo kỹ sư trưởng tại nhà máy điện Dara cho biết, chỉ có xây dựng các nhà máy điện mới có thể giải quyết vấn đề thiếu điện.